Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm. Và ngày hôm nay thì em Quyên sẽ giới thiệu cho các bác hai bản xe đạp tay ngang. Một bản là bình dân nhất và một bản là cao cấp nhất của bên nhà em, để các bác có sự so sánh cũng như là lựa chọn nhá. Bản xe đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác là dòng bình dân nhất. Và dòng này thì được các bác ủng hộ em rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là nó với mức giá rất là bình dân thôi, nhưng mà cấu hình xe đã được trang bị của bác những cái cấu hình rất là ổn áp rồi, để các bác có cái sự trải nghiệm về cái bộ môn xe đạp touring thì nó sẽ nhiều hơn này, và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Con này thì có tên là Fascino 818 nha các bác. Dòng này hiện tại đang được các bác ủng hộ rất là nhiều đấy ạ. Với mức giá bình dân thôi nhưng mà xe đã được nâng cấp lên bản khung sườn nhôm, mối hàn đã được xử lý rất là nhãn mịn, rất là thẩm mỹ đây rồi các bác ạ. Dây đã được đi âm sườn rất là gọn gàng rồi. Và bản em mang lên cho các bác đây là màu đen này. Bản xe màu đen này thì nước sơn của nó thì sẽ là sơn đen nhám. Thế nên là các bác nhìn xe sẽ rất là khỏe xe này và cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Nước sơn của nó sẽ là sơn đen nhám nha các bác. Và tem sơn phản quang này, rất là sáng xe luôn. Bản này thì ngoài màu đen ra thì em còn màu ghi sáng này, ghi cam và xanh ánh tím nữa, để các bác có thể lựa chọn nhé. Vô tăng ghi đông cũng sẽ được làm bằng nhôm. Dòng này thì ghi đông cũng khá là rộng này, để các bác đi xe sẽ thoáng tay hơn rất là nhiều. Bé ngang ghi đông cũng khá là rộng đấy ạ. Bộ đề thì sẽ mang bộ ấn xả chính hãng đến từ nhà Shimano, tích hợp ở ngay gần phần tay phanh như thế này, để các bác đi xe thì vừa có thể là tăng tốc này, cũng như là xử lý tình huống rất là dễ. Cái bộ đề ấn xả này là một cái bộ đề rất là dễ dàng sử dụng thôi. Nếu bác nào mới chuyển qua chơi bộ môn xe đạp thể thao, chưa sử dụng qua bộ đề nào hết, thì sử dụng cái bộ ấn xả này thì vẫn sẽ rất là dễ nhớ và vô cùng dễ dàng sử dụng đấy ạ. Phần phuộc đằng trước của xe thì sẽ sử dụng là phuộc thép cường lực không mối hàn nha các bác. Đó, trên một video thì về chất liệu cũng như là về các cấu hình của xe thì em đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Thế nên là các bác xem video của em có thể là chọn lựa cho mình được mẫu xe luôn rồi đấy ạ. Càng trước là hợp kim thép cường lực không mối hàn nha các bác. Phanh trước và sau thì đều được mang bản phanh đĩa cơ. Dòng phanh này đã rất là nhẹ rồi, xử lý tình huống rất là dễ. Đấy, độ nhả phanh rất là tốt này. Bánh trước thì đã có trục tháo nhanh rồi, để các bác có thể tự đi xe tự thao tác này, hoặc là mua xe của bên nhà em về tự tháo lắp một cách rất là dễ. Vành thì sẽ sử dụng là vành nhôm hai lớp chính hãng Fascino, và lốp con này thì sẽ là lốp Kenda, mang thông số là 700x32C nha các bác. Với cái bản lốp này thì các bác có thể đi rất là nhiều cung đường khác nhau, như ở vùng nông thôn thì các bác đi cái bản lốp này thì sẽ rất là phù hợp đấy ạ. Vẫn đảm bảo cái độ êm này, bởi vì bề ngang của lốp rất là to, thế nên là đi nó sẽ rất là êm. Mà nếu các bác đi ở những cung đường đã êm rồi, vẫn đảm bảo cái độ lướt cho các bác nhé. Vần lốp làm rất là ok, rất là bám đường đấy ạ. Chuyển phía đằng sau em giới thiệu về bộ chuyển động nha. Bộ chuyển động của Fascino 818 thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là 3 đĩa trước và 7 tầng líp ở phía đằng sau này. Con này thì các bác đi ở những cung đường có hơi dốc một chút, leo dốc sương sương thì là ok nha các bác. Bi trước và giữa và sau thì đều chuyển sang sử dụng là bi bạc đạn hết rồi. Thế nên là các bác chuyển động xe sẽ rất là nhẹ và ôm cua sẽ rất là mượt mà luôn đấy ạ. Theo xe đã có sẵn một cái chắn đĩa bằng nhựa rồi, các bác đi xe sẽ thẩm mỹ hơn, cũng như là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Trời mùa đông như thế này thì các bác đi mặc quần dài thì không lo cái vấn đề bị quẹt quần vào cái phần đĩa đằng trước đâu, rất an toàn nhá. Bộ đùi đĩa nhôm chính hãng Fascino này. Con này chuyển đĩa chuyển líp đến từ nhà Shimano, đùa này TZ. Cái bộ chuyển động này em cũng đánh giá khá là cao, bởi vì là với một bản xe bình dân thì đã mang được cái bộ chuyển động này đã rất là ổn định rồi nha các bác. Đó, bộ chuyển động Shimano đấy ạ. Con này đùm trước sau thì đều là đùm nhôm hết. Chuyển động xe là vô cùng mượt mà luôn. Em quay thử cho các bác để các bác có thể cảm nhận về độ mượt mà cũng như là độ trướng của xe nha. Đó, độ trướng của xe rất là cao. Thì tất cả các bản xe của bên nhà em thì từ xe đạp bình dân cho đến xe đạp cao cấp thì trước khi gửi đến tay cho các bác thì bên nhà em đã đều căn chỉnh cũng như là kiểm tra xe rất là kỹ lưỡng rồi. Thế nên là các bác đã nhận được xe thì đã có một con xe rất là ok để có thể chạy được luôn rồi đấy ạ. Không cần phải căn chỉnh gì nhiều thêm nữa đâu. Mà nếu mà trong quá trình mà các bác lắp mà có xảy ra cái lỗi nhỏ nào đấy thì có thể là gọi điện trực tiếp qua video Zalo giúp em, để bên nhà em có thể là hướng dẫn các bác căn chỉnh này cũng như là hỗ trợ các bác lắp xe nhé. Và các bác yên tâm, xe bên nhà em thì tất cả các bản xe thì đều lắp sẵn từ 70 đến 80% xe rồi. Chỉ tháo bánh trước này, ghi đông và cọc yên thôi, tùy từng dòng xe nhé. Tùy từng dòng xe là sẽ tháo, sẽ để nguyên từ 70 đến 80% xe. Thế nên là các bác nhận được xe tháo lắp xe sẽ rất là dễ thôi. Yên thì cũng sẽ có bộ điều chỉnh yên nhanh nhá. Và yên xe được bọc mút da rất là mềm, chính hãng Fascino luôn. Nếu bác nào mới chuyển qua chơi bộ môn xe đạp thể thao này, ngồi cái bản yên này, bề ngang nó rất là rộng cũng như là yên nó sẽ rất là mềm. Thế nên là các bác đi cái dòng xe này thì sẽ rất là êm ái này, thoải mái cũng như là tập làm quen với xe sẽ rất là tốt. Theo xe đã có sẵn bê đan và có sẵn chân chống rồi. Các bác mua xe thì em sẽ tặng kèm như là bộ bình nước này, đèn tích hợp còi này, đèn hậu này, bộ lục lăng để tháo lắp xe đấy nha các bác ơi. Và bản này hiện tại bên nhà em cũng sẽ đưa giá tới các bác luôn. Fascino 818 với mức giá niêm yết từ công ty sẽ là 4.300.000 đồng. Các bác mua xe thì sẽ được miễn phí vận chuyển này và tặng kèm full phụ kiện xe cho các bác luôn nhé. Và bản này size 48 các bác ạ. Trọng lượng của xe thì sẽ là 12,8 kg nhé, rất là nhẹ. Đấy, các bác nhìn về khung sườn của xe này, rất là to và rất là chắc khỏe như này, nhưng mà trọng lượng của xe sẽ vẫn rất là được đảm bảo nhé. Đó, 12 cân 8 và giá sẽ là 4.300.000.
size 48 phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m58 trở lên, đi thì sẽ là phù hợp nha các bác ơi. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe thứ hai trong video của em ngày hôm nay nhá. Mẫu xe thứ hai sẽ là một bản xe nó cao cấp hơn một chút để các bác có thể tham khảo. Dòng này với mức giá hơn 10 triệu một chút này, nhưng mà khung sườn thì đã được lên bản là khung sườn carbon rồi đấy các bác ạ. Rất là nhẹ. Bản này 9kg nha các bác. Bản xe thứ hai em giới thiệu đến cho các bác thì sẽ là Twitter R5 RS22, một bản xe đạp touring mà đang được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ rất là nhiều, bởi vì giá thành nó vừa phải này, cũng như là cấu hình xe đã được trang bị rất là cao cấp rồi. Twitter R5 RS22 sẽ được trang bị khung sườn này, fork đằng trước và cọc yên thì đều được làm từ carbon, một chất liệu nhẹ này, bền và chịu lực vô cùng tốt đấy ạ. Dây đã được đi âm sườn rất là gọn gàng rồi. Bản này thì nó là phanh bóp vành, thế nên là dây nó bắt buộc là phải đi ngoài một chút như này nha các bác. Nhưng mà dây vẫn sẽ được thiết kế rất là gọn gàng ở phía đằng trước cho các bác đây. Phanh bóp vành rất là nhẹ thôi. Đấy, độ nhả của phanh rất là tốt này, vô tăng ghi đông nhôm. Dòng này bộ đề thì sẽ mang bộ ấn xả của Retropec nhé. Dòng này thì đã trang bị cho các bác, dòng này thì đã chỉnh chu cho các bác từ những chi tiết nhỏ nhất rồi, rất là quan tâm đến sự trải nghiệm của khách hàng nhé. Như là ở trên phần ghi đông đây thì đã có thêm một phần mút mềm, có những chi tiết như thế này để các bác có thể là cầm nắm rất là êm cũng như là bám tay trong quá trình di chuyển nha. Đấy, ghi đông thì sẽ có độ bè ra như này, nâng đỡ tay rất là tốt. Ở trên phần tay đè thì cũng sẽ có những cái phần nhám như này nha các bác, để các bác đi xe thì sẽ bám tay hơn, trong khi quá trình di chuyển các bác thao tác sẽ không bị trơn này. Đấy, trên phần tay phanh cũng sẽ có phần nhám nha các bác. Đấy, trên phần tay phanh cũng sẽ có phần nhám này. Các bác trong những tiết trời mà nó có hơi nắng nóng một chút, đi thể dục có bị ra mồ hôi tay thì cầm nắm cũng như là thao tác xe sẽ không bao giờ lo vấn đề bị trơn tay đâu nhé. Đó, Twitter rất là quan tâm đến sự trải nghiệm của khách hàng đấy ạ. Bánh trước sau thì đều sử dụng là trục tháo nhanh như thế này, để các bác đi xe thì có thể là thao tác xe sẽ rất là dễ, xử lý tình huống trên đường cũng như là muốn mang xe đi đâu đó thì tháo gọn xe để trong cốp mang đi theo cũng rất là tiện đấy ạ. Vành thì sẽ mang bản vành nhôm 4 xăng Retropec này, và lốp thì sẽ mang bản lốp Innova Pro 700x25C. Vân lốp làm những cái chấm nhỏ li ti như thế này cho các bác này, để các bác đi vào ôm cua sẽ bám đường hơn, không lo vấn đề bị trơn trượt đâu nha. Chuyển ở phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động của xe nha. Bộ chuyển động của xe Twitter R5 RS22 thì sẽ được trang bị bao gồm là hai đĩa trước này và 11 tầng líp thả phía đằng sau nhá. Những chi tiết của xích líp thì đã được gia công rất là sáng và rất là đẹp rồi. Bi bạc đạn này, trục rỗng, bộ đồ đĩa nhôm chính hãng của Prowheel, bộ đè đến từ nhà Retropec này, chuyển đĩa đến từ nhà Microship, chuyển líp Retropec luôn nha các bác ơi. Con này thì đùm trước sau thì đều là đùm nhôm chính hãng Retropec nhá. Con này xe đạp touring nhưng mà sẽ có đùm nổ đấy ạ. Độ trơn của xe sẽ rất là cao. Em quay thử cho các bác để các bác có thể là trải nghiệm nhé. Trên phần khung sườn thì đã có tem sơn phản quang rất là sáng này. Con này là size 46 và hiện tại thì em có duy nhất màu đen và có duy nhất là size 46 thôi. Nếu các bác nào ưng ý về màu sắc này, ưng ý về cấu hình cũng như là ưng ý về size số phù hợp với chiều cao của mình thì có thể ủng hộ em ở mẫu xe nhé. Yên xe bằng mút da Retropec này, theo xe đã có sẵn một đôi bê đan rồi. Và bản xe Twitter R5 RS22 này thì tại bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá rất là mềm 12 triệu đồng, miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước, cũng như là sẽ tặng kèm phụ kiện xe luôn, như là bộ bình nước này, đèn trước, đèn sau, một bộ lục lăng để tháo lắp xe, và tặng kèm các bác là một giá để xe nữa nhá. Dòng này chưa có chân trống đâu ạ, thế nên là các bác có thể lựa chọn là giá để xe này. Nếu mà các bác không muốn lấy giá để xe thì có thể đổi sang mũ bảo hiểm hoặc là túi hoặc là khóa dây thì là đều được nha. Thì vừa xong thì em đã giới thiệu rất là chi tiết cũng như là báo giá cả hai bản xe đạp touring trong video của em ngày hôm nay rồi. Bác nào mà ưng ý một trong hai bản thì có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà em để có thể được lên đơn cũng như là tư vấn một cách nhanh chóng nhất nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.